Xin chào quý bạn và các vị, mời quý vị và các bạn đến với bản tin tận thế vừa được biên chế trên kênh truyền miệng thực tế nemda.net. Thưa các bạn, trước tình trạng FA đang liên tục hành hạ giới trẻ Việt Nam ngày sát thêm ngày lễ Noel, niềm tin của cư dân mạng vào sự kiện tận thế ngày một tràn trề bên lề bàn phím. Chúng ta hãy cùng dạo qua thế giới ảo để được khảo sát một số những hình ảnh độc đáo về sự kiện có 102 này. Có thể thấy đa số các bạn từ trẻ đến già đang dùng người Maya để xóa đi hình ảnh chai dầu ăn vốn đã hằn sâu trong ký ức của họ. Riêng MC Toàn Sinola tôi thì thấy nó cứ thiếu nào ấy. Vậy nên tôi đã mời đến đây cả một chuyên gia FA người Maya để trò chuyện. Thưa ông May, ông có thể cho biết quan điểm của mình về ngày tận thế sắp diễn ra được không ạ? À vâng, tôi hiểu rồi. Vậy là chúng ta sẽ chết hết đúng không ạ? Ok, tôi hiểu rồi, chào ông. Tôi nói là đủ rồi cơ. Sắp chết cả đám rồi còn làm nhà. Vâng, thưa các bạn, vậy là nguy cơ về một ngày tận thế quả là đã có thật. Tệ hại hơn nữa, không chỉ riêng người Maya mà còn có rất nhiều người Việt Nam đang tin tưởng vào sự kiện này. Họ là những hiện tượng, những cá nhân nổi bật trong năm 2012 trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, thể dục tới tình dục. Chắc hẳn các bạn vẫn chưa thể quên được hình ảnh thánh thiện của nữ sinh Angela linh tinh với tuyên ngôn vô cùng hùng hồn: "Thà ế chứ tận thế cũng đếu để mất trinh". Tuy nhiên, trái ngược với lời răn dạy của nữ sinh vừa quy y này, thì một bộ phận không nhỏ gái nóng Việt Nam đang thi nhau xếp hình cùng người tình vì sợ ngày tận thế bất thình lình sẽ ập đến. Trong một diễn biến hoàn toàn không tương tự, siêu mẫu Hồng đã đẩy niềm tin về một ngày tận thế cận kề lên mức cao nhất khi xuất hiện tại một sự kiện tầm cỡ quốc gia với trang phục nát như phim mát của mình. Khi được hỏi cô nghĩ sao về trang phục đối với một người mẫu tuổi còn teen như thế này, cho biết: "Em nghĩ chiếc váy này có độ trong tuyệt vời khi mang ra sáng". Những ảnh hưởng của tâm lý ngày tận thế cũng đã len lỏi vào tận nền giáo dục Việt Nam khi quán trà chanh canh gà số 69 ngõ Thọ Xương đã bất thường trở thành một địa chỉ ẩm thực quen thuộc của dân chơi Hà Thành sau phát minh sáng tạo của cô giáo Thảo. Trong lĩnh vực thể dục, kết quả tệ hại như chưa từng tồn tại của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup vừa qua một lần nữa lại làm dấy lên nghi ngờ về một ngày tận thế sắp tới. Vâng, tuy rất kín tiếng sau một thời gian sống thử nghiệm với Thủy nhưng trước áp lực đòi giải nghệ gay gắt của dư luận, đội trưởng Vinh Công Công cũng đã phải lên tiếng. Đối với tôi, kiểm điểm nghiêm túc là một nét đẹp văn hóa, tuy nhiên giải nghệ trước tận thế lại là một thảm họa. Như vậy, ngoài tận thế, quả là không còn lý do nào chính đáng hơn có thể giải thích cho việc đội tuyển Việt Nam thất bại thảm hại đến như vậy. Thưa các bạn, điểm qua nhiều sự kiện nóng xảy ra trong năm 2012 cho thấy những dự đoán bất ổn tâm sinh lý của các nhà thiên văn học Nasazawa là hoàn toàn có cơ sở. Chúng tôi không rõ do tín hiệu đường truyền hay do ảnh hưởng của sự cố ngày tận thế nhưng bản tin của chúng tôi buộc phải tạm dừng sớm tại đây. Vô cùng hy vọng được gặp lại các bạn trong một ngày đẹp trời vào kiếp sau. Say you now.